giấc và chưa với bố mẹ. Sao nhà ta ấm êm cùng ăn tối, chúng ta ăn cơm hàng ngày, chúng ta ăn cơm hàng ngày. Ôi nhìn xem thật nhiều món ngon đều do gạo nếp làm ra, khiến ta cảm thấy wow. Phở hủ tiếu đầy, mì quang cao lầu, bụng đói con cao, vị hấp dẫn ghê. Còn kia cháo gà, cơm gà, xôi gà, nào cũng được làm từ gạo và nếp. Chúng ta ăn cơm hàng ngày, chúng ta ăn cơm hàng ngày. Hãy cùng vo gạo trước khi nấu nhé, hơi bạc yêu dấu ơi. Yeah, chúng ta ăn cơm hàng ngày, chúng ta ăn cơm hàng ngày. Có nhiều loại gạo ở Việt Nam lắm đây. Oh so great. Hạt indica, japonica, javanica, thật là quá đa dạng. Tùy vào món ăn chọn ra loại gạo thân tinh hơn. Bạn thích gạo chi? Chúng ta ăn cơm hàng ngày, chúng ta ăn cơm hàng ngày. Hãy cùng nhau cảm ơn người nông dân nhé. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta ăn cơm hàng ngày, chúng ta ăn cơm hàng ngày. Sang tìm giấc và chưa với bố mẹ, sao nhà ta ấm êm cùng ăn tối. Viva Bibo, chương trình giải trí số 1 dành cho trẻ em đã có mặt tại Việt Nam rồi đây. Hãy cùng chơi với hai anh chị đáng yêu nhất trái đất nha các bé. Anh Bo lém lĩnh hoạt bát, thích nhảy và hát, yêu trẻ con và thích đi chơi lon ton. Chị Bi xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ học hành và rất thích chơi cùng các em nhỏ. Và đừng quên Ume-chan, đáng yêu, dễ thương nhưng cũng không kém phần tinh nghịch à nha. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Chào chào những búp măng non đang mỗi ngày một thêm khôn lớn quanh. Thế giới bao la có biết bao nhiêu điều là. Nào cùng nhau ta học, nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống. Nào cùng nhau ta học nhé, học làm điều hay. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Măng non đang mỗi ngày một thêm cuốn lớn quanh ta. Thế giới bao la có biết bao nhiêu điều là. Nào cùng nhau ta học, nào học kỹ năng hoàn thiện cuộc sống. Nào cùng nhau ta học nhé, học làm điều hay. La 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 bi ba bi bo, la 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 bi ba bi bo. Wow, look! That's a train. That's a slow train. That's a slow train. That's a train. That's a slow train. That's a slow train. Kỹ năng cho bé. Chút kem vào bàn chai xinh, xoẹt 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 xoẹ
đến rồi. Dạ bé ơi, hôm nay anh Bo sẽ giới thiệu với bé một trò chơi rất là thú vị mang tên là ném đổ tháp ly. Yeah. Trò chơi này rất là đơn giản thôi. Bây giờ anh Bo sẽ chơi thử các bé coi nha. Dạ. Rồi, cầm anh Bo nè. Rồi cầm cái rồi. Nè, bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy. Không. À, chúng ta sẽ ném vậy nè. Nhìn anh Bo ném nè. Đó. Wow. Mấy bé đã hiểu trò chơi như thế nào chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ chúng ta xếp hàng, chúng ta bắt đầu từng bạn nha. Rồi. Đây, rồi để anh bom. Ừ. Rồi lên đây. Rồi xong rồi mình lùi lại nè. Rồi. Rồi. Mình xếp xuống, mình xếp xuống, xếp xuống. Từng bạn, từng bạn nha. Ai ở chỗ nào? Bây giờ mình chia qua đây nè. Rồi bây giờ mình đứng vô hàng rồi mình chơi này được không nè? Rồi mình đi qua đây nè. Đó. Rồi. Mình đi qua đây nè. Thôi để hàng rồi. Ai đứng ở chỗ nào bây giờ về vị trí đó cho chị Bi coi. Rồi. Chúng ta 1, 2, 3 về rồi trò chơi nè. 1, 2, 3 Yeah. Trò chơi bắt đầu. Rồi nè, rồi mình ném sao? Rồi mình hãy đi nè, mình hãy xuống. Rồi mình hãy xuống. Cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi. À, trái banh rớt rồi. Tiếp nè, rồi nè. Yeah, giỏi quá. Rồi, mình xếp ly lại, từ từ chúng ta hãy nè. Yeah. Giỏi quá. Rồi, bạn tiếp theo nè. Hãy giống như anh Bo vậy nè, không có đi. Rồi, bạn tiếp theo. Rồi, mình xuống nè, mình chơi xong rồi mình xuống cho bạn thấy chơi nè. Từ từ, từ từ, chưa nè, để bạn xếp ly lại cho mình nha. Có lên các bạn ơi, có lên các bạn ơi, có lên các bạn ơi. Giỏi quá bạn ơi. Có lên các bạn ơi, có lên. Rồi. Từ từ nha. Ủa, bạn nào cũng sẽ được chơi hết. Vui quá à. Rồi, đẹp rồi, chúng ta tiếp tục trò chơi nha. À, chúng ta tiếp mình tục đi xuống nè, mình chơi rồi mình cho mấy bạn khác chơi nè. Vỗ tay nè các bạn ơi. Đó, mình đi xuống đây cho mấy bạn. Vỗ tay lên nào. Rồi ra cho bé mình vỗ tay nè, mình chơi nè. Vỗ tay lên. Mình xếp ly lại, mình xếp ly lại cho các bạn. Rồi mình hãy đi, mình hãy đi. Thôi. Dạ, dạ, dạ. Có lại, có lại, có lại. À mình hãy nha mà. Mấy bé ơi đúng rồi, mình hãy vậy nè. Đó mình hãy xuống. Rồi mình lên đây bé nào chơi lên đây mình chơi nè, lên đây. Các bạn ơi, bạn nào chưa chơi mình đứng lên trên nha. Mình lên chơi, mình lên đây chơi. Rồi mình chơi xong rồi mình xuống dưới mình vườn cho bạn. Bạn nào chơi xong rồi xuống đứng với Umechan nha. Bạn chưa chơi rồi, các bạn chơi trước nha. Hãy vô nha. Có lên, có lên, có lên. Rồi, ai cũng có lên, có lên, có lên. Có lên. Nói lớn lên các bạn ơi. Có lên. Có lên. Bầm. Có lên. Bằng. Có lên. Đùng. Yeah. Umechan ơi. Dạ. Bây giờ chị Bi sẽ cho Umechan chơi. Umechan có chịu không? Dạ chịu. Rồi. Chị Bi tặng cho Umechan một trái banh. Dạ em cảm ơn. Các Umechan, bạn nhỏ cố ơi. Cố lên, hãy cổ vũ cho Umechan nè. Yeah. Cố lên. Hãy... Các bạn nhỏ ơi. Hãy xem cú ném siêu năng lực của Umechan đây. Yeah. 1, 2, 3 Chị Bi thấy trò chơi này thế nào? Dạ vui lắm. Trò chơi này rất là thú vị luôn. Trò chơi này rất là thú vị luôn. Và trò chơi này sẽ giúp cho chúng ta có thêm sự quan sát nè, tinh nhạy nè. Vậy thì chúng ta phải nên chơi trò này cùng với tất cả bạn bè. Và hả, anh chị của chúng ta có chịu không nào? Dạ chịu. Mọi người ơi. Dạ. Thấy có vui không? Dạ vui. Yeah, mình chào mấy bạn nữa nè. Đúng rồi. Chuyện kể bé nghe. Tác
giả Sekiyuko. Câu chuyện ăn nhiều rau củ đủ màu sắc. Wow! Nguyên một cánh đồng cà rốt. Nhìn ngon quá. Và mình vừa chọn được một củ cà rốt ăn cho đã thèm. Mấy cây chấm tròn trên củ cà rốt các bạn thấy chính là do mình ăn mà thành đó. Ý, nhìn cái lưng của mình kìa, tự nhiên lại hiện mấy cái chấm đỏ. Đã vậy, hay vì mình đã ăn củ cà rốt có màu đỏ nên mới xuất hiện các chấm màu đỏ. Sau đó thì mình lại ăn bắp. Kỳ lạ, hiện đủ rồi. Giờ lại thêm mấy cái chấm màu vàng. Ăn ớt xanh, hồ biên. Lại hiện thêm những cây chấm màu xanh. Cà tím nào, hồ biên. Thêm mấy cái chấm tím nữa rồi. Tới bi đỏ, tên tên. Và màu cam cũng gia nhập đội ngũ. Chấm nhiều màu sắc, thiệt là đẹp quá đi. Bất thình lình có cơn gió thổi tới, những cái chấm đẹp đẽ chợt bay theo cơn gió đó. Wow, đẹp quá đi, nhìn cũng ngon nữa. À, biết danh tính của cậu rồi. Vậy là những cái chấm màu của mình đã biến thành cầu vồng trên trời. Có phải nó đẹp lắm đúng không nào? Cầu vồng đẹp quá đi ha. Tiếng Anh vui nhộn. Wow, look! That's a car. That's a slow car. That's a slow car. That's a car. That's a slow car. That's a slow car. Người bạn đáng yêu ơi. Đô 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 re mi fa mi re đô. Nào mình cùng ngồi lại đây nha, ngắm thế giới quanh ta ô kìa. Thật nhiều điều khó ghê á. Và nhiều điều mình yêu thích lắm, nhưng nếu toàn là điều mọi người đều thích lắm, chắc chắn không thể nào được mong là. Những chuyện buồn phiền sẽ mau biến mất. Hạnh phúc.
Thank you.